nghĩa là cái hơi hơi khó giải thích, nhưng mà người ta cầu cơ nói chung là sẽ có một cái bút để rồi giống như là gì, tự dưng nó vẽ viết chữ ra, nói là cầu cơ là xin cái chữ để mà mặc khải cho mình, xem tiên tri cho mình về những điều gì đó. Sau này bây giờ dừng lại rồi, không cho thực hiện cầu cơ nữa vì nó hơi mang hình thức của mê tín dị đoan. Cho nên là thôi, người cao đài cũng không làm cầu cơ nữa, mà nhà nước cũng nói là không thực hiện cái điều đấy nữa, không thực hiện được, thay bỏ rồi. Nên nói như thế để anh em biết. Và thực ra không phải là người cao đài là ra mê tín đâu, cũng là tiếp thu từ thần linh học từ phương Tây vào. Một mắt ấy là người cao đài gọi là thờ thiên nhãn ấy, nên ai có nói thì đừng nói là đạo một mắt nữa, mà đó là thờ, người ta là thờ thiên nhãn. Người sáng lập một nhóm công chức tư sản địa chủ trí thức, chứ không phải là nông dân trên đất Bắc Bét đâu. Trí thức như sáng lập và phát triển chủ yếu ở thành phố Nam Bộ, 28 người. Nhưng cũng từ khi thành lập được cũng đã rất nhiều phái rồi. Ngô Minh Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Cao Hải Sang, Phạm Công Tắc, và từ những cái người như thế này nó cũng hình thành rất nhiều. Cho nên bây giờ Tin Lành